xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương lại sẽ thăm một cái ngôi chùa nghèo. Chùa này là chùa Kim Ấn ở Lạc An, Ninh Hòa đó bà con các bác anh chị. Hôm nay thì Phương cũng đi với các chị ở làng Phương đó bà con các bác anh chị. Để Phương quay qua các chị ha. Đây là các chị cũng hay tắm biển, trong cái hội tắm biển đó bà con các bác anh chị. Thì các chị nói là ở Ninh Hòa có cái chùa rất là nghèo. Thì chị mấy chị cũng ra thăm, nghe nói là sư cũng bệnh đó bà con các bác anh chị. Đó, Phương giới thiệu lại nhóm của các chị hôm nay đi nè. Đây là chị Hai Tốt nè. Dạ em chào chị. Dạ. Rồi hôm nay là chương trình là của mình là gì đây hả? Là chị Tư ha. Dạ cô Tư, cô Tư chào cô Tư. Dạ. Dạ hôm nay là chương trình của mình là sẽ đi đâu ạ? Chương trình của mình là tại vì cái buổi trước á, cách đây là cũng hai tuần lỡ là có đi tham quan chùa thôi. Dạ. Nhưng mà không ngờ là con em Hương này nè, nó mới dắt vô cái chùa đó. Thì nói chung ra cái chùa đó ở Ninh Hòa nhưng mà rất là khổ. Dạ. Thành ra chị em thì về là phát tâm rồi rủ nhau rồi nói là thôi đi ra đây là cũng có người ở bên Dược Kiều Dược cũng bảo mấy trăm. Dạ. Mình trước ra một ít để mình đi ra cái chùa đó mình từ thiện, là chị em rồi cũng muốn đi ra đó thăm chùa đó đóng góp. Dạ. Đỉnh. Dạ. Thì cái chùa đó như thế nào em chỉ nghe qua thôi, nói là cái chùa đó rất là khó khăn rồi sư bệnh đó, là cái chùa đó rất là lâu đời đúng không chị? Chùa đó là nó 200 năm hả? Dạ. Cái chùa đó nghe nói là bữa hồi hỏi là nghe nói 200 năm rồi. Dạ. Khổ bây giờ. Cái đây mình chỉ nói trên chuyến đường đi thôi, rồi đi ra đó có gì quay phim. Dạ. Nó cụ thể hơn. Dạ. Thì Phương cũng giới thiệu là trong đoàn hôm nay là đi nè. À, đây là cô Tư nè. Cô Tư rồi. Dạ. Cô Hai. Dạ. Có đứa Đáng. Đây chị Hương. Đây là vậy tốt là khỏi giới thiệu rồi ha. Dạ ai làm biết hết toàn thế giới. Dạ chào chị. Dạ đây là chị Liên, chị Mai nè. Chào. Dạ rồi chào chị. Dạ đây là chị Hồng. Dạ đây là chị Cảnh. Hôm nay là mình đi chỉ là mười mấy người chị, mười mấy bạn chị. Dạ mười ba người. Bên này có quà nè, đây quà quà đó mình ra, dạ được cúng cho chùa ha chị. Dạ đây là quà, hai thùng quà nè. Bây giờ mà tới giờ rồi ha, mấy giờ mình khởi hành nha chị? Dạ. Dạ vậy con đợi ai nữa không? Còn đợi ai nữa không? Rồi bây giờ mình đi ha. Rồi mình đi ha. Võ thứ sáu mà còn có bán anh chị. Buổi sáng ha, trời cũng đẹp nữa nè. Rồi chị Mai lên trước à. Rồi chị Liên chuẩn bị khởi hành rồi. Mình đi đây đã khoảng mà thời gian bao lâu chị Liên? Dạ. Đây là cô Tư. Dạ. Chào chị. Dạ. Rồi đủ rồi, bắt đầu khởi hành ha. Rồi mấy chị lên đủ chưa? Sao đâu, còn tổn nữa em đâu. Còn nữa hả? Còn bao nhiêu người nữa hả? Dạ, còn hai anh nữa. Hôm nay là thứ bảy, người ta đi xuống bến tàu du lịch cũng nhiều đó bà con có bác anh chị. Sáng đây Phương sẽ quay con đường vào 6 buổi sáng ha. Đây xe du lịch xuống nữa nè. Ồ xe xuống quá trời mà con có bán anh chị.
ngày mai Phương sẽ quay bến tàu du lịch cho bà con các bác xem ha. Giờ này là 8:20 rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đoàn xe của Phương chuẩn bị khởi hành ạ. Rồi đủ chưa anh? Đủ rồi. Rồi bây giờ bà con cô bác đi với Phương ha. Ông thằng ông cũng không đi chợ. Cái này mua một chiếc chiếc vô này. Cái này xin lỗi kế vô liền. Ở trước là có một cái thép này. À cái thép. Thép này chị. Ủa sao đi qua đây? Đây đây đây. Rồi đây chùa đây á hả? Rồi tới chùa rồi, tới chùa Kim Ấn rồi. Ủa sao? Chùa cũng nhỏ nhỏ này. Quay cái cổng trước. Giờ Phương cũng tới chùa Kim Ấn rồi nè. Xã Ninh Hòa. Giờ mình bỏ đồ xuống chưa cô Tư? Có cái thùng đồ em. Đồ cũng có cái chùa. Bên này là ruộng lúa rất nhiều bà con các bác anh chị. Chị hai ra đây lần mấy lần rồi? Chị nói lần đi hai. Có lần đầu mấy chị em mới đi lần đầu, giờ đi lần thứ hai. Để thấy cái cảnh chùa gì thấy khổ. Chị mới giờ nói với mấy chị em đồ ở đây thăm chùa trước nữa là đi thăm viếng chùa. Đâu nữa là mấy chị em ảnh cũng đâu có bỏ rồi cho chùa thầy đâu đưa. Đây 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 nè. Hồ sen thiếu nước luôn ha. Thấy cái cảnh này mà thấy thẻ mà không có một cái người Phật tử nào mà chăm sóc, thật cái đỏ mà khô luôn. Hồ nước luôn.
ở đây là cũng một cũng là làng quê nữa. Quê nữa đúng rồi. Dạ. Còn chùa khổ là thầy cũng bệnh á em. Dạ. Là có một thầy mà giờ đang bệnh đang nằm chỗ á. Hồ sen mà kho ô luôn mà. Kho luôn. Ủa sư mất rồi hả? Sư ông muốn hả? Sư ông nằm thấy muốn lên là chắc là bố nó làm yếu thế nào. Sư ông mất rồi. Cậu tội rồi hả? Mất bữa mùng năm. Mùng năm chắc bữa nay là mùng năm chắc tháng giêng hay tháng này. Bữa đi đó mình không công nhận. Bữa nay là ông yếu đâu, không chịu được đập trước anh đi làm rồi không chịu được. Ồ tội không? Vậy là đúng là mình hết có duyên rồi, hình ước đi thấy sảnh thẻm quá bây giờ. Từ ông đi rồi. Ngôi chùa này cũng nhỏ hả chị? Ừ. Hai ha? Ở quầy sâu rộng em. Dạ. Quầy sông rộng em. Ô tổ chứ nhầm, 15 thôi em. Dạ chứ mình 15 tháng 2 á hả? Tháng này tháng 2 á. 15 tháng 2 á. Đúng rồi, chắc 15 cô mà cô chú cô chứ có cái người nào đó bị đi đó trời, cô chú cô đi đá. Là có một mình ông thầy đó. Quá cái con em bên hàng xóm về nó bỏ lại. Không, rồi vô thứ cái cánh chuồng cho biết. Dẫn chào sư cô ạ. Đi ơi. Đi đi chị. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật, dạ, chào mấy bác. Sư cô có mở điện nữa. Cái bữa trước là đi không có lập cô. Bây giờ đi ra tới đây thấy nghe đó ông mất. Thành ra cũng rất là xúc động mà cũng không biết nói gì hơn. Rất tiếc là thầy cũng không có duyên gặp đoàn của con như là tụi con một cô là ở đây là cô con như là la cho thầy mà rất tiếc là thầy không có còn sống nữa mà. Chị em tụi con đi ra gặp thầy lần cuối. Em đã gặp thầy lần cuối. Ra cái chùa thì rất là xúc động thôi. Yeah. Thì Tết là mấy đứa con ra. Nhưng mà thấy chùa xúc động quá. Thằng con mới vừa đỡ cổ biết mấy chị em. Thầy đỡ vừa chùa đó chút nữa là lại Phật, dưới Phật. Sau nữa là thân thầy. Được, bánh giỏi sư phụ. Dạ, đỡ. Giữ cái ngôi chùa mình cho nó dễ. Bây giờ mình nói luôn, cái tấm bệnh tơ nào cũng cổ
Trong... dạ trong đây này những cái vật gì ạ? Dạ, dạ cúng cho chùa. Dạ. Bánh què đồ của khu Bảo Hiểm. Bảo Hiểm á. Chút nữa là dung cho Phật, sau nữa là bây giờ dung cho sư thầy để đi rồi. Bánh đồ của khu Bảo Hiểm á. Dạ thì thưa sư cô, thì mấy chị em con thì hôm Tết cũng re, thấy cánh chùa đồ cũng đương túng thiếu, rồi thấy thầy đồ nằm vậy thì con mới về là con phổ biến cho mấy chị em, là thấy trong nước ngoài nước với mấy chị em kiều ở ngoại vừa có gỡ là cũng vô trong đây với mấy chị em hội tắm biển, cũng hai cháu ở nước Úc cũng có số gỡ chút què nha nhỏ rồi gỡ cho cô giữa nước nữa cô trang trải cái chùa đồ chút đỉnh cái lòng hiếu tâm mà mấy chị em cũng có tâm ra đây rồi có cái gì chung hết các cháu rồi cũng cảm ơn trong nước và ngoài nước con cũng thay mặt các chị em hội tắm biển rồi có cái tâm là gỡ cho sư cô là chín chùa bảy dạ cho cô nhận cho con mấy chị em con vui dạ dạ sư cô xin cảm ơn mấy chị em hết trong nước và ngoài nước đã góp phần công đức để lo ăn ngôi chùa ở thôn quê dạ hướng công đức với phật tử nhiều dạ cảm ơn với phật tử nơi xe thịt nhiều dạ khi nào có dịp ra cũng giúp đỡ dùm chùa dạ dạ mô phật chuông không cũng chúc sư cô điều mấy chị em cũng cũng chúc sư cô điều mạnh giỏi sức khỏe để làm chuyện Phật sự cô dạ tình tha thứ cho mấy đứa con có gì sơ suất và sư cô dạ dạ bây giờ các chị em cũng đến đây để với Phật xong đỉnh lỡ Phật xong rồi cô dẫn cho mấy em chúng con dạ. Đi tham quan những cái chùa làng quê này nho nhỏ dạ 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 thì mấy chị Minh dạ, dạ, thưa sư cô cái chùa của mình đó thì dạ. Ngày rằm đó ở đây là Phật tử đến thăm nhiều không ạ? Dạ cũng ít à? Dạ. Dạ. Cũng ít. Dạ. Dạ. Dạ mô Phật thưa sư cô. Dạ. Như vậy là cô đi, cô dẫn mấy đoàn chúng cô đi đỡ. Tham quan với sư cô như vậy là cái chùa đây là thành lập bao nhiêu năm rồi sư cô? Dạ đây thành lập hồi xưa cũng lâu năm mà có tổ khai sơn hồi xưa á. Dạ. Có tổ rồi hết. Dạ có tổ. Dạ. Có chùa khai sơn, chùa Sắc Tứ Kim Ấn. Dạ. Dạ khai sơn có mấy cái tháp tổ trên này. Dạ. Bây giờ dạ tháp tổ. Mà cũng nay cũng muốn xin chút ít đỡ sửa cái tổ. Dạ. À. Sư cô chùa đây là chùa hồi giờ là chùa Tăng là chùa dạ hồi đó chùa Tăng. Dạ. Xong rồi thầy giờ thầy tịch rồi giờ sư cô về ở thay thế cho thầy. Dạ. Nè. Mấy chú cô mà nói chung hồi thời thì vui Tết rồi đây rồi không gặp cô mà. Dạ. Yeah. Sư cô cho con hỏi con thấy ở đây đó thì thấy rất là bề bộn nè. Dạ. Yeah. Rồi cây rồi cũng hình như là cũng ít có Phật tử đến đây đúng không sư cô? Dạ. Yeah. Chùa làng quê ít có Phật tử đó cô hả? Dạ. Yeah. Làng cũng quê mà. Tại ở đây tàn ở trên trong quê đây ít khi có người đi ta biết á. Dạ. Không có người biết không biết sư ơi hồi nãy là con vô cái lúc mà vô đầu đó là con ngồi đường làng đó là nè. Con thấy một cái tháp đó là tháp của sư phụ nào ạ? Dạ, ở đâu? Dạ con ở ngoài con đi vô thấy một cái tháp. Tháp đây hả? Đúng rồi, dạ. Dạ, đây, trên đây. Dạ. Dạ.
Dạ trên này luôn. Dạ. 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 Thầy mất từ năm đấy. Mới mùng năm đây. Mùng tháng 2 bữa nay được coi như nửa chém rồi. Dạ. Mình nói mình đi mình cũng là có dạ, thép trên này. Dạ. Dạ đó. Có bếp ăn ở phía sau đó luôn. Dạ, ở phía dạ. Sau đó luôn. Nè. Đó. Dạ. Đây là phía sau của chợ chánh điện này. Dạ. Bật điện lên đây dạ, sát. Dạ được rồi sư cô. Đây là nhà tổ sư cô. Dạ không, nhà tổ phía trên đây, cái này dạ. Chỗ thờ thầy. Dạ thờ thầy. Dạ. Thầy vừa rồi mà thầy mới mất đúng không sư cô? Dạ dạ đúng không dạ. Dạ. Thờ tổ. Dạ, thờ tổ dạ. Ở này xây dựng chắc cũng lâu lắm rồi hả dạ. Sư dạ, lâu hơn là mấy mấy chục năm rồi. Dạ, mấy trăm năm. Mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm rồi hả? Dạ. Sư cô, sẵn đây sư cô nói về cái chùa mình đó. Là cái vị trí và cái xã, cái thôn nào ạ? À? Dạ, chùa Kim Ấn, dạ. Thôn Phú Gia, xã Ninh An, dạ. Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dạ. Ngói đây, sư cô, cho con hỏi là hình như là ngói đây cũng đã, mình cũng lợp lại rồi hả sư cô? Được chưa? Bếp ăn ở đây, ở gần đây không sư cô? Dạ, ở gần, sát đây dạ. Luôn. Bên đây thấy cũng đóng cửa hả sư cô? Dạ, đóng cửa, đã mở cửa. Dạ, dạ mở cửa cho con coi. Bên này một cái vườn chuối nè bà con có bác anh chị. Bên này bếp thì cũng Phương thấy thì cũng còn ở. Sư cô ơi, ở đây sao không thấy không để bề bộn gì sư cô? Dạ chưa có tủ, chưa có gì hết, đỡ tạm đây thôi. Dạ. Dạ. Sao mình không làm một cái kệ hay là dạ, cái gì đó cho nó gọn gàng lại. Dạ. Có kinh phí làm. Dạ. Dạ thưa con xin hỏi cô, cái một lần mà có cái lỡ hay là có ngày rằm mùng 1 rồi Phật tử ở đây về đông không cô? Dạ giờ cũng ít à. Thì do nó có ít đó mà do nó Phật tử ít mà mất ít kinh phí. Dạ. Không có kinh phí, đỡ mẹ tu bổ lại nè. Tất cả những chẳng hạn tủ ăn rồi đựng đồ đựng đạc hết nó bơ bố đi yeah. Anh em nói chung là nếu mà lên cái clip này cũng nhờ bà con rồi trong nước ngoài nước rồi thấy cái chùa nghèo thì cũng ủng hộ để cho cô có cái kinh phí cô làm lại yeah. Rồi cứ một là bếp cho nó khang trang với lỡ tủ ăn tủ đồ đựng chén đựng đồ dùng đồ đó một lần mà cúng kính thì đâu đó nó nờ nếp một chút nó gì là đụng gì đỡ gì là thấy cảm thấy là yeah. Mấy bơ bộn là thiếu Phật tử yeah. Ít Phật tử nữa yeah. Ít có người lui tới yeah. Bếp thì cũng dùng bằng cái đá ấy nè đá nhà đó đấy
Dạ. Nó chỉ tự này nè, dùng bằng củi. Bên đây một cái bếp ga thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản. Bây giờ cô dắt đi mấy cái chỗ kia nó cho em nó quay. Dạ. Dạ. Có chỗ đỡ thằng dạ. Đỡ tạm nè. Dạ. Dạ. Anh này thì không có cái kệ hả sư cô ha? Dạ. Đỡ bề bộn như thế này nè, nhiều khi con nghĩ là chuột đồ đó cho sư cô. Dạ. Dạ. Coi như là nè. Ở ngoài đây mà cũng không có người đỡ mà chăm sóc cái dạ. Khu này không. Nếu mà có người chăm sóc rồi cây nó tươi nó tốt nữa rồi sạch sẽ chứ đâu phải gì khổ gì. Dạ. Chùa không có Phật tử, một mình cô làm cũng không có khách. Nói thẳng này, nếu mà cúng kính phải trước thì Phật tử tới. Chấm chít thì chút rồi sau đi về một mình cô cũng làm không khách, đúng vậy không cô? Dạ. Đó, mình thấy cái kiểu bơ bộn là mình biết à. Chứ nói chung là hồi giờ thì tụi con ở cửa bế thì cũng lâu lâu cũng đi chùa, nhưng mà không thấy cái chùa nào có hoàn cảnh như cái chùa đây. Dạ. Nói thẳng gì á. Cái chùa này cũng quá nghèo, thiếu kinh phí mà. Thiếu kinh phí nhiều tự lắm. Dạ. Mà cũng không có người, không có Phật tử gần đó mà phụ rồi chăm sóc rồi chùa rồi chứ là... cũng không có kinh phí để mà mua tất cả những cái đồ mà cần thiết để mà nó cứ nợ một cái bếp mà cũng không có được, có làm cũng không có được mà. Dạ. Sư cô cho con hỏi là cái khu vực ở đây đó là có bao nhiêu cái chùa? Dạ chín mấy ngôi chùa có tỉnh thất không, luôn gần đây thôi, cách nhau thì khoảng 1-2 cây số thôi. Cái xẻ đây là mười dạ. Mấy cái chùa rồi, mười mấy cái chùa rồi. Dạ một xẻ. Dạ. Xẻ Ninh An đây. Đi ra để thăm chùa mà không có duyên là gặp thầy. Dạ. Bây giờ có cô đi, cô có đại diện cái chùa. À, tụi con muốn hỏi là ý cái nguyện vọng của cô á, là cái chùa mình đang còn cần kinh phí gì. Rồi đỡ mẹ sẵn cái đây là em Phương đây nè. Nha Trang Vĩnh Thanh là cái cầu nối. Dạ. Tất cả những bè con ở cái phường Vĩnh Trường của con với lợ tất cả anh chị em ở nước ngoài á, mà ai coi cái clip này là người ta ủng hộ đỡ mà cho có kinh phí đỡ mà cho sư cô làm. Đó, cô cần nguyện vọng, cô cần cái gì rồi thiếu cái gì cô cứ việc nói, chứ còn quay cái bếp là thấy là kẻ mà vấn đề là thiếu rồi đó. Dạ. Dạ. Dạ mua Phật. Ý cô Tư nói là sẽ đăng cái clip này lên, nếu mà khán giả bà con cô bác đó mà thấy đó, để có thêm một cái chút gì đó cho cái chùa mình nó khang trang chút nữa đó sư cô. Dạ. Nếu mà bà đăng cái clip này lên á của em Phương nó quay này, Nha Trang Vĩnh Xanh á, thì cũng nhờ bè con ở bên đó là con vừa ủng hộ nữa mà cho có nữa mà làm cái ngôi chùa của mình, cái chỗ nào thiếu để làm cho khang trang. Thành ra cô có người nguyện vọng gì là cô nói đỡ cho ở bên trong nước ngoài nước rồi người ta có qua cái nước này người ta dạ. Thở phát tâm. Dạ mô Phật. Và cúng dường. Dạ mô Phật, thì cô cũng có nguyện vọng thì sửa sang lại cái thép tổ hồi xưa á. Dạ. Giờ nó xuống cấp nhiều lắm. Dạ. Như cũng nguyện vọng cũng muốn sửa sang lại nhà bếp, thiếu nhiều. Dạ. Không có chỗ để đồ chén tô rồi đó. Dạ. Dạ. Thì cô nguyện vọng vậy. Dạ. Dạ. Để nguyện vọng của cô thì Phương cũng đã vô tới tận nơi chùa rồi. Dạ. Cái nhà bếp đó thì cũng rất là bề bộn luôn, không có cái chỗ mà đỡ chén bát luôn. Thì cũng cần một cái kệ hả sư cô ha? Dạ. Rồi cần một cái kệ đó bỏ cho nó gọn gàng đó. Dạ. Biết đến cái chùa của mình ạ. Dạ mô Phật, sư cô xin thay mặt chùa để cảm ơn mấy khán giả. Trong nước và ngoài nước để giúp đỡ chùa. Xin hồi hướng công đức. Dạ. Cho quý Phật tử trong nước và ngoài nước. Chưa cô xin cảm ơn nhiều, thật nhiều. A Di Đà Phật. Dạ. Con mong rằng cái clip này lên đó, nhiều khán giả của con biết được đến cái ngôi chùa này. Dạ. Nếu mà bà con cô bác mà có gì đó thì bình luận cho Phương và nhắn tin cho Phương để Phương sẽ biết sẽ quay lại cái ngôi chùa của mình ha sư cô ha. Dạ mô Phật. Dạ. Rồi bây giờ con cũng đi một cái chùa khác. Khác nữa bà hai bà nói. Dạ. Giờ chị cũng thay mặt cho đoàn cảm ơn chút nữa, cảm ơn em Phương đó là cái dịp cầu mối cho mấy chị em đi, rồi
cũng cảm ơn cho các anh chị em trong nước về nước, các cháu em ở nước Mỹ không lấy tên, chị cũng rất cảm ơn. Rồi thay mặt ở chùa với mấy chị em mà chị cũng rất cảm ơn hết. Giờ coi như mấy cháu ở nước Úc cũng đều mạnh giỏi sức khỏe, với mấy hội chị em tắm biển cỡ có cái tâm để hướng về Phật pháp, chùa luôn đối khổ. Rồi chị cũng cầu mong cho mấy chị em trong nước ngoài nước đều mạnh giỏi sức khỏe, mạnh giỏi sức khỏe nhờ Đức Phật gia hộ. Dạ. 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 Cảm ơn em Phương. Dạ. Ừ. Bây giờ mình tiếp tục đi một ngôi chùa nữa ha chị ha. Đúng rồi, em vô chùa kết thúc đến đây. Dạ. Phương mời bà con cô bác tiếp tục đi một ngôi chùa nữa cũng ở Ninh Hòa luôn bà con cô bác anh chị. Rồi mình đi à chị. À,